Chị gái bất lực cầu cứu dân mạng khi cô em gái dùng biện pháp 2 trong 1 để làm khô chiếc áo yêu thích. Sự bất lực được thể hiện ra rõ trong lời nói của cô chị gái khi quay lại hành động khó hiểu của em gái mình. Mày có đem áo vào đây phơi không? Chả là mẹ mua cho bộ quần áo nhưng giặt phơi mãi nó chưa khô. Em nhanh trí để bộ quần áo trên ghế phơi ra ngoài nắng. Thế nhưng sợ nắng không gắt để kịp khô nên cô em gái đã nghĩ ra cách khiến cô chị gái phải khó hiểu. Đó là dùng cả quạt máy rồi xoay đi xoay lại 360 độ cho nhanh khô. Động tác thì cũng chuyên nghiệp đấy, nhưng cũng tận nửa tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà bộ quần áo vẫn còn ướt nhem. Cô chị gái 3 phần hoang mang, 7 phần bất lực phải quay video cầu cứu dân mạng chỉ cách. Chứ cứ tiếp diễn như vậy thì chiều cô em chỉ có thể nghỉ học mất thôi. Đoạn clip đã khiến cư dân mạng bật cười với hành động phơi áo quá đổi hài hước của cô em gái và để lại bình luận: pha này thì thôi rồi, tôi cũng phải xin chịu thua với ý tưởng này luôn. Cũng là phơi đồ nhưng mà nó lạ lắm mà nha, 30 năm cuộc đời giờ mới thấy lần đầu tiên. Thôi tại hạ xin bái phục. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày nhé.